Chào các bạn nhé. Uh, video này mình lại chia sẻ cho mọi người một cái mẹo khi sửa một chiếc điều khiển từ xa với cái lỗi của nó là vẫn lên màn hình bình thường nhưng mà không bấm được nhá Như hôm nay này mình đang sửa ba cái điều khiển của hãng điều hòa Daikin ấy thì cái thứ nhất ấy, mình sửa nó đã lên và mình bấm nó phát ra sóng hồng ngoại OK nhé. Thì bạn nào mà không có cái bộ test điều khiển này thì có thể dùng cái camera của điện thoại chúng ta có thể test được là là cái đèn là cái cái điều khiển nó có phát được sóng hồng ngoại không nhé đây cái video mà mình làm là trên cái điều khiển này này cái điều khiển Daikin hai chiều này đấy mình bấm nhá nó các phím hiển thị bình thường các phím chức năng hiển thị trên màn hình LCD ok nhưng mà nó không hề phát ra sóng hồng ngoại gì nhá ba này thì mùa hè đợt vừa rồi mình gặp khá là nhiều hôm nay tiện thể sửa ba cái thì cái đầu tiên thì không lên nguồn là do chân pin nóng nó tiếp xúc không tốt thôi và cái tiết nữa thì là mình đang sửa này đó là lên thì bình thường nhưng mà không bấm được nhá thì chúng ta sẽ tháo ba con ốc và cậy ra nó sẽ ra nhá thì cái lỗi này ấy, thì nó sẽ không liên quan gì đến thạch anh cả bởi vì nó lên được nguồn bình thường và cái lỗi này nó liên quan đến cái mạch để phát ra sóng hồng ngoại nhá cụ thể là cái mắt phát hồng ngoại đây mình sẽ tháo ra cho mọi người tham khảo cái mạch đấy này thì chúng ta cậy nhẹ nhàng thôi bởi vì khi lên đấy thì bao giờ là cái màn hình lcd nó cũng bám theo lên luôn thì chúng ta sẽ cạy nhẹ nhàng và chúng ta sẽ nó có cái lớp cao su dẫn điện để đưa tín hiệu lên cho màn lcd ấy. chúng ta bẻ nhẹ nhàng cho nó đỡ gãy và chúng ta cất cái màn hình đi này và cái lỗi này nó liên quan đến uh, cái bộ phát sóng hồng ngoại là cái đèn uh, cái đèn hồng ngoại này, này nha mọi người nhé thì uh, mình có dùng đồng hồ uh, vạn năng mình đo qua để mình xem thì mình mới đo qua cái thì mình phát hiện ra là con này nó lỗi nó lỗi uh, trên chính cái led phát qua này luôn này led uh, phát ra sóng hồng ngoại ấy. mình đo ak của nó nó không lên mọi người ạ nhiều nó bị chết đứt đấy thì nhiều trường hợp thì có thể là do cái cái đè mắt này nó không hỏng, không hỏng nhá mà nó sẽ đứt mạch nhá nên mình sẽ nói cho mọi người tham khảo này đây nhá thì đây chính là mình vừa mới đo tham khảo ấy, đo qua ai thì mình đang nghi ngờ là cái led phát quang này đang có vấn đề nhá thì nó sẽ hoạt động như này này nguồn dương 3V của pin ấy, nó sẽ đi tới vị trí này là chân dương của ngón tụ này âm ngón tụ đây dương này nó sẽ đi theo cái đường này nó đi qua một cái điện trở khoảng vài ôm thôi nó sẽ đi theo đường này và nó đi tới chân A lốt của cái đèn phát sáng này nhá đèn phát quang này nhé. đèn phát né, sóng hồng ngoại này này và chân ca thốt của nó sẽ tới chân c của con trang do ngược thì khi mà cái chân con vi xử lý là chân chân con chuột đang chỉ này, này nó sẽ đưa ra các chuỗi sung để kích mở con trang do này, này, thì cái chuỗi sung nó từ cái chân này nó đi qua đi uh, ra đây là đi qua con điện trở 220 ohm này này rồi đi tới chân b của con trang này nhá nó làm cho con trang này mở thông từ c sang e e tức là gnd ấy thì là cái chuỗi xung nó phát ra ấy, là nó sẽ khác nhau ví dụ như chúng ta bật phím on off thì nó phát khác chúng ta bật tăng hoặc là giảm nhiệt độ nó khác chúng ta ấn hẹn giờ thì nó sẽ khác nhá thì cái chuỗi xung đấy ấy, nó sẽ tạo dòng được sẽ được đóng ngắt đóng ngắt thì tạo ra cái sóng bước phát sóng con led hồng ngoại này sẽ phát sóng để cho cái mắt ir trên điều hòa nó sẽ nhận được mọi người ạ một vài trường hợp ba này mình cũng hay gặp cả trên những điều khiển của tivi cũng vậy nhé thì khi mà chúng ta tháo ra chúng ta nhìn bằng mắt đầu tiên chúng ta nhìn bằng mắt đã thì có thể là do mạch in nó đứt thì nó cũng xảy ra hiện tượng này nhá như các bạn ấy này như cái mạch này nhá cái đường này mình đang chỉ này dương tới cho con led hồng ngoại này nó đã có những cái vết lổ lổ này đứt rồi nhưng mình đo là không vấn đề gì cả thì có thể nó đứt thì nó cũng không tác dụng nhá nó cũng mất không điều khiển được nhá con này thì mình vừa mới đo qua mình xác định là cái cái đèn phát sóng này đang lỗi thì để lấy nó ở đâu nhá thì mình có thể hướng dẫn mọi người lấy ở đây này. Thì chúng ta sẽ có những cái điều khiển tivi hoặc bất kỳ cái điều khiển phát hồng ngoại nào nhá. Thì ở đây mình tháo bỏ ra này và mình sẽ lấy cái đèn phát đấy trên một cái điều khiển hỏng bỏ đi này. Thì nhà các bạn mà có những cái điều khiển của tivi hay của quạt bỏ đi ấy, thì chúng ta có thể lấy cái cái led đấy chúng ta thay nhá, cái led hồng ngoại này thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái chân của nó thôi nó sẽ có chân alot và cathode chân alot là chân cấp nguồn dương vào ấy. thì thường là cái kim loại nó sẽ nhỏ chạy thẳng nhỏ nó trong suốt chúng ta nhìn được còn chân cathode ấy thì nó sẽ là một cái kim loại to kiểu như là cái phát ra sóng được ấy thì chúng ta sẽ thay đúng chân là được nhé mọi người nhé thì với những cái điều khiển của TV ấy, thì nó sẽ không có cái con trang to này mà con trang to này được tích hợp sẵn trong IC rồi mọi người ạ thì chúng ta không quan tâm chúng ta cứ thay đúng chân thôi thì con này do nó dài nên mình ấn qua có thể nó sẽ bong mạch in nên mình đã hút hở chân đi thì mình mình đút qua rồi mình cắt bỏ những cái chân thừa đi này và mình sẽ hàn lại nhá và chúng ta sẽ test thử xem nó ok không nhá mình hàn lại cho nó ngấu bám thiết ngấu này sau đó để chắc chắn ấy, thì mình sẽ không lắp vội mà mình sẽ dùng cái bộ cấp nguồn Mình có một cấp nguồn mình chỉnh ra 3V mình sẽ cấp vào đây và mình sẽ bấm thử đã xem nó có phát sóng không Nếu mà chưa phát sóng mình còn tìm chỗ khác Khi nó phát sóng ok rồi thì mình mới lắp lại bởi vì đôi khi tháo ra lắp nó phức tạp mà Thì đây nhá mình sẽ dùng quả Mình sẽ cấp nguồn 3V và mình dùng cái banh ấy để mình chập cái chân power cái phím power Thì chúng ta đã sẽ thấy là nó đã phát ra sóng không ạ Như vậy là cái ban con này là Học cái led uh, hồng ngoại phát phát uh, sóng hồng ngoại này ba này gặp khá nhiều mọi người nhé Sau đó là mình sẽ lắp hoàn thiện nó lại thôi và mình bấm này nó đã ok rồi này còn cái tiếp theo có một cái nữa điều khiển cũng zin y như này zin chính hãng ấy thì là nó không nên nguồn đấy thì uh, con này thì hỏng cái led này rồi ok rồi còn cái này cách tiếp theo này thì mình có cạo chân pin sạch là mình thử thì nó không lên sau đó là mình tháo ra mình sẽ thay thử cái thạch anh Cái thạch anh 4 mê Nhiều trường hợp không lên nguồn Không lên gì là do con thạch anh 4 m nó hỏng mọi người nhé Nhưng mà con này thì không hỏng con thạch anh các bạn ạ Mình sẽ nói cho mọi người tham khảo luôn này nhiều trường hợp không lên như thế ấy, thì mình sẽ thay con thạch anh này, con thạch anh 4M này nó sẽ lên được. Còn như con này, như cái hiện tại cái khiển mình đang sửa này, mình có thay thì nó không lên được mọi người ạ. Sau đó mình đã mình đã tháo, mình đã tháo nó ra và mình thay con thạch anh ống ở dưới thì nó cũng không lên và tiếp theo mình có đo nguồn thử nguồn 3V tới chân VCC của IC luôn rồi rồi sau đó mình còn đo thay thử hai con tụ tại hai chân của con thạch anh ống nữa nhưng mà nó vẫn không lên thế là cuối cùng con này sau đó là mình sẽ hàn lại hết các chân của con vi xử lý sau đó nó cũng không lên nữa và như vậy mình kết luận là con điều khiển này nó bị chết IC vi xử lý do đó nó không lên gì nhá như vậy là nhiều trường hợp đôi khi chúng ta sửa chữa nó là như vậy đấy nó sẽ có ban hỏng này ban hỏng kia và cái ban hỏng chết icv xử lý thì mình cũng thỉnh thoảng gặp nhá và cụ thể là trên cái điều khiển này là gặp mình gặp này nó nó không chạy được mọi người mình khi mình kiểm tra tất cả các điều kiện rồi là hai con thạch anh này hai con thạch anh tạo dao động này và nguồn vgc đã tới đã tới cho ic giờ mình cũng hàn lại chân ic nữa bởi vì cái khiển này nó lâu rồi nó bẩn mà nhưng cuối cùng không được nhá mình sẽ kết thúc video ở đây hy vọng qua video mọi người tham khảo thêm một cái ban bệnh trên những cái điều khiển nha. đó là vẫn hiển thị màn hình bình thường nhưng mà bấm không tác dụng gì chào các bạn nhé